Xin chào các bạn học sinh. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một đoạn văn kể về người thân của em ngắn gọn. Nội dung như sau. Trong gia đình, ông ngoại là người em kính trọng nhất. Năm nay, ông 65 tuổi. Dáng người của ông đầy đặn, khuôn mặt vuông chữ điền, mái tóc mới điểm vài sợi bạc. Đôi mắt luôn nhìn em hiền từ, vầng trán cao toát lên vẻ cương nghị. Giọng nói của ông ôn tồn ấm áp. Ông ăn mặc rất giản dị. Trong xóm, mọi người rất yêu mến vì ông tốt bụng, lại nhiệt tình. Mỗi khi rảnh, em rất thích ngồi nghe ông kể chuyện. Em mong ông sẽ luôn khỏe mạnh, vui vẻ. Trên đây, mình vừa chia sẻ với các bạn một đoạn văn ngắn kể về người thân mà em yêu quý nhất. Các bạn đọc và tham khảo nội dung. Xin cảm ơn các bạn.